Mời các bạn, chúng ta cùng tiếp tục đến tham quan khu không gian văn hóa các dân tộc Tà Ôi tại làng văn hóa các dân tộc Việt Nam. Xin mời các bạn. Bắt chúng ta là nhà sàn của dân tộc Tà Ôi, cũng là nhà sàn nhưng đây là một nhà sàn rất đặc trưng của dân tộc Tà Ôi, nhà sàn nhỏ và thấp đấy, mái cao. Và cầu thang lên là một thân gỗ chứ không phải là cầu thang như dân tộc khác. Đây là cầu thang này. Đấy. Đây là cái đơm, một dụng cụ để đánh bắt tôm tép. Đây là khu nhà ở của dân tộc Tà Ôi. Cửa vào chính của khu nhà. Các cái nhà sàn được nối giao thông với nhau bởi các con đường nhỏ, xung quanh trồng rau, trồng hoa rất đẹp. Đây là bên trong của khu nhà của người Tà Ôi. Chỗ chúng ta là gian bếp. Đây là bếp đun và ở trên có các cái vò rượu. Trên nữa thì là nơi gác các cái đồ ăn.
Còn đây là bàn thờ. Đây là món thịt nướng. Em ơi, thịt này là thịt gì đấy? Dạ, thịt lợn ạ. Thịt lợn à? Dạ, thịt lợn, thịt nhà nuôi lợn ạ. À, thịt lợn nhà. Cái này thì... cái này chế biến thế nào em? Dạ, cái đấy là mình toàn với mắc khế, tiêu rừng, với các gia vị, với xả, với đồ. Anh tự ăn đi, tự ăn một miếng ngon thì mình mua về. Lợn là lợn rừng ngon lắm, người đi bán còn được ngon đấy, người đi làm đấy cả đồng người ta mua. Anh cảm ơn em. Mình ăn với xôi đỗ. À thế à? Dạ. Ăn với xôi đỗ à? Xôi đỗ. Xôi mình đổ lên này. Lợn này là lợn rừng hay lợn mình nuôi em? Lợn mình nuôi ạ. Lợn mình nuôi ở làng này luôn ạ. Thế. Không dám bán lợn rừng. Ai mà đi bán lợn rừng ở đấy có lợn rừng xấu. Chỉ có lên trên quê của bên em là chỉ có. À thế à? Nó thục chết. Thục chết á? Quần ngoài thịt lợn nướng là còn món gì nữa không em? Còn bánh đặc sản bên kia, bánh bên này nữa. Bánh nhiêu ạ? Bánh xôi. Ăn đi mà cho bây giờ thì... Chị, tình con đẹp về, tình con đẹp về là mà tình này này. Con nhân mất lúc này hết rồi. Bánh mới đầu kia, là bạn mới ăn tiêu rừng bắt kén. Bánh là bánh gì vậy? Bánh ăn quất ạ. À, bánh quất đấy em có sạp 5.000 thôi, ngon lắm. Anh mua đi, à, quất. Còn 60.000 thôi. Đem mua làm quà bánh này mình để 2-3 ngày vẫn được. Bánh này là chế biến bằng cái gì? Bằng nếp than, mình chế với mỡ gừng. À, đấy ạ, nếp than. Nếp than ăn lưới. À, đấy ạ. Nếp nương đấy. Nếp nương. Mà làm bánh nhỏ thế thì ăn bao nhiêu cho được? Bánh nhỏ là tại vì lá nhỏ với lại bánh này là mình làm to nó không ngon. À. Đây mình làm bánh thì gắn cho lá. Cảm ơn em. Còn cái này là cái gì vậy? Cái này dùng để giã gì vậy? À thế à? Thế nhưng mà người tạo ôi thì dùng để làm gì? Lúc trước thì mình vẫn giã, còn bây giờ máy rồi. À, đây là ngày xưa mình thường dùng cái này để giã lúa. À, còn bây giờ thì dùng máy. Thôi rồi. Hiện đại hơn đúng không? À, đối với người dân tộc Tà Ôi thì họ cũng có bập bênh. Đấy. Bập bênh 2-3 người ngồi.
Và ở đây có rất nhiều các bức tượng được bằng gỗ, phản ánh cuộc sống hàng ngày của người Tà Ôi. Bây giờ chúng ta tham quan khu vườn này. Ở nơi đây còn có một cái tên khác, đó là trại sáng tác. Trại sáng tác điêu khắc của đồng bào dân tộc Tây Nguyên, người Tà Ôi. Ta cùng xem các bức tượng mà họ sáng tác. Khuôn mặt thì mỗi người mỗi vẻ. Chúng ta cùng tiếp tục tham quan khu vườn sáng tác của người Tà Ôi. Ở nơi đây có trưng bày những tác phẩm điêu khắc của các nghệ nhân người dân tộc Tà Ôi nói riêng và của người Tây Nguyên nói chung. Chất liệu thì chủ yếu là gỗ. Họ dùng những thân cây gỗ lớn để điêu khắc. Những tác phẩm điêu khắc này tái hiện lại những hoạt động, những sinh hoạt hàng ngày của người dân tộc. Và bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu. Bức tượng này mô tả người phụ nữ đã cởi hết trang phục và có cái hành động rất là khiêu gợi. Đáp lại, còn bức tượng bên kia lại là người nam giới cũng ở trạng thái tương tự. Với tôi thì tôi không biết tên của tác phẩm này là gì, nhưng có vẻ là du khách nào cũng rất thích tác phẩm như này. Chỉ có điều là những gia đình mà có trẻ nhỏ đi theo thì có cảm giác hơi khó coi. Đó, chúng ta xem nha, trên màn hình. Chúng ta thấy có rất nhiều du khách tham quan ở khu vườn này. Họ chụp ảnh rồi tự sướng ở đây rất nhiều. Nhưng mà để hiểu hết những tác phẩm này có lẽ là rất ít người hiểu hết về nó. Tượng này mô tả người dân tộc đang chơi một nhạc cụ, đó là cồng chiêng gì đó. Bức tượng tiếp theo, khuôn mặt ánh mắt
nụ cười hân hoan, rất ấn tượng tác phẩm điêu khắc như này. Và đây nữa, một người phụ nữ. Những pho tượng được các nghệ nhân người Tây Nguyên chạm khắc một cách giản đơn, mô tả những hoạt động hàng ngày của người Tà Ôi với những khuôn mặt, đường nét, biểu cảm khác nhau. Xin cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Và mời các bạn xem tiếp phần 2 ở những video tiếp theo. Trong video tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu về không gian văn hóa của người Pana. Mời các bạn theo dõi. Và xin chào, tạm biệt. Xin cảm ơn.